Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Xanh Đồ Thị. Hôm trước thì lên cho quý anh chị một lô len và được mọi người khen quá trời khen luôn, và thậm chí còn đo thêm hàng nữa. Chính vì thế nên là ngày hôm nay thì em Xanh sẽ lên cho mọi người thêm một lô len với mức giá là 350k, đã bao gồm phí ship toàn hàng hiệu ngon thôi. Bắt đầu vào clip luôn ạ. Và dành cho quý anh chị nào chúng ta đã đến kênh Xanh Đồ Xi lâu rồi mà chưa đăng ký kênh Xanh Đồ Xi thì mọi người hãy đăng ký kênh Xanh Đồ Xi đi. Đồng thời là mọi người bấm thêm nút chuông thông báo bên dưới nữa. Mỗi lần em Xanh ra clip mới sẽ chủ động thông báo lên cho quý anh chị, thì sẽ tiết kiệm được thời gian của mọi người hơn. Thứ nhất là nếu những clip nào mà không có liên quan đến mặt hàng anh chị thích thì anh chị chúng ta lướt qua. Còn những cái clip nào liên quan đến sản phẩm anh chị đang tìm thì anh chị bấm vào, có phải là rất là tiện đúng không ạ? Và một điều nữa là anh chị nào chúng ta quan tâm một chốt đơn và đặt hàng thì vui lòng liên hệ hoặc là điện thoại số 0377077398, sẽ có bạn Linh trực ở bên đấy để trao đổi cũng như là để hỗ trợ anh chị đặt hàng. Xanh Đồ Xi sẽ bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 2-3 giờ tối. Khung thời gian buổi trưa là một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nên là anh chị chúng ta vui lòng không liên hệ trong khoảng thời gian này. Và chúng ta bắt đầu vào clip luôn anh chị nhé, đoạn này nó hơi dài một tí rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mã L44, là có một con hàng như thế này, cổ Golden Bee hay là cái dầu dòng gấu vàng đây anh chị đây. Hôm trước bác nào chốt trạch mấy con dòng gấu vàng thì có thể liên hệ lại để chúng ta mua con len này nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì con hàng này đến từ Golden Bee. Golden Bee đây là một thương hiệu được thành lập bởi vận động viên thể thao huyền thoại người Mỹ, đó là Jack Nicklaus. Với chiếc này chúng ta sẽ có một cái logo nhỏ đây, đây là mã L44 anh chị nhé. Con này áo chúng ta là một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này là 70, ngang 51 và vai chiếc này là 53. Của anh chị nào con này là form bo xỉ nên là vai nó to là hơn một chút là điều hiển nhiên. Và với quý anh chị nào có khoảng 70kg thì có thể mặc ok và mặc con này nhé. Con này nói chung là mọi người phải mặc chuẩn lên form thì nó mới đẹp được. Chứ còn để này thì em Thành thấy rằng là nó hơi bị nhìn nó cảm giác kiểu rằng là vai cũng cụt đây anh chị. Đó, đây là mã đầu tiên của chúng ta này. Sản phẩm tiếp theo em Thành muốn gửi đến cho mọi người đó chính là cái gì đây? Đó chính là một con áo đến từ Valentino rồi. Con này thì không phải nói gì nhiều anh chị nhá. Nhìn qua là mọi người đã thấy họa tiết ý rất là ý luôn. Với con này thì chúng ta sẽ để gần hơn. Một con hàng hiệu quá là ngon, đét đẹp đẹp luôn. Tay áo họ làm này, con này là len anh chị nha. Đúng kiểu dạng len luôn ạ. Quá xịn sò luôn. Cổ rất là đẹp luôn. Cổ con này siêu đẹp, siêu bó. Đây là mã L45 với con áo này size MO thôi anh chị. Hay tương đương với tầm size L để cho dễ. Chiều dài chiếc này là 67, ngang chiếc này là 56 và chiếc này là 58. Con này cũng form bo xỉ. Với chiếc này thì những quý anh chị nào chúng ta trong khoảng là 70kg có thể mặc ok cái sản phẩm này. Đó, một con hàng mà em Xanh nghĩ tầm khoảng 70kg anh chị sẽ mặc rất đẹp với con này nhá. Và ok, đây là mặt đằng sau của chiếc này. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta đây là một con mà anh chị nhìn thấy cái tag tam giác chưa ạ? Anh chị nhìn thấy tác tam giác chưa? Đúng rồi, chuẩn luôn, một con của Tommy Hilfiger này. Với con này thì chúng ta sẽ có cái khóa này thì đặc trưng của Tommy rồi. Và kéo cái khóa xuống thêm một chút đi ạ. Thì anh chị có thể mặc con này theo đúng cái hai kiểu luôn. Và đây là một con của Tommy Hilfiger, quá nét luôn. Màu lại rất đẹp nhá, màu con này lại là cái màu đỏ đô. Đúng cái màu mà em Xanh thích luôn. Cái phần tay bị làm gì sao này? Cái phần tay này có một chút lỗi rồi anh chị ạ, nhưng mà không sao đâu. Không ảnh hưởng gì đến chất liệu con áo đâu. Nó chỉ bị hơi chắc là bị dính cái màu lúc mà tẩy chung. Không sao cả. Con này thì 350k là quá hợp lý luôn rồi. Khóa đồng anh chị nhá. Đây là mã L46 với con áo này của chúng ta là một con áo size S. Chiều dài chiếc này 66, ngang là 45 và vai chiếc này là 42. Quý anh chị nào chúng ta khoảng 60kg, quanh 60kg thì mặc rất đẹp với con này nhá. Con này anh chị chốt hàng cho em đi. Chắc chắn rằng là anh chị mặc mấy con len của Tommy này, anh chị một lần này anh chị chỉ muốn mua của Tommy thôi. Tiếp theo thì có một con của Crocodile này. Crocodile đây là thương hiệu của Hồng Kông anh chị nhá. Và chúng ta có thêm một cái thương hiệu của Pháp nữa là Lacoste. Thì hai thương hiệu này là hai thương hiệu khác nhau.
Với chiếc này, hai thương hiệu này đã kiện cáo nhau rất là nhiều nhưng mà cái hồi kết vẫn chưa có đâu. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L47 với con áo này sang bờ nhé. Chiều dài chiếc này 70, ngang của chiếc này đó là 48 và vai chiếc này là 44. Con này dòng cá sấu này cũng ngon này anh chị này. Và với chiếc này thì anh chị nào chúng ta khoảng 65kg có thể mặc ok và nét đẹp đẹp con này nhé. Con này là màu đỏ đô ạ. Con này là màu đỏ đô. Chi tiết trên con áo này thì giống như anh chị đang quan sát đây. Và có một cái logo cá sấu ở dưới này nhé. Đây là mặt đằng sau của con len. Sản phẩm tiếp theo chắc chắn là mã L48 rồi, không thể bỏ qua được. Đó là một con của Musingwear. Một con của Musingwear này anh chị này. Con này thì len khá là mỏng và form cũng là form glossy. Màu cũng rất là dễ chịu. Đây là mã L44 anh chị nha. Con này chiều dài chiếc này là 74, ngang là 47 và chiếc này đó là 54. Và anh chị nào chúng ta trọng cái khoảng là 65-70kg có thể mặc ok con này nhé. Con này thì rất là khó phối. Nếu mà anh chị không biết phối thì tốt nhất là đừng mua. Chúng ta lựa con khác nhé. Tại vì con này phải mặc lên thì vừa đẹp được. Một sản phẩm mà anh chị bỏ qua cũng được mà không bỏ qua cũng được. Nhưng mà tốt nhất là anh chị nhanh tay nhắn tin đến Zalo xe 0337 707 398. Tại vì sợ là anh chị chúng ta nhắn tin đến muộn ấy, thì anh chị sẽ bị hết hàng ấy. Nếu mà trường hợp mọi người bị hết hàng mà mọi người không đặt được thì ngay cả em Sành cũng rất là buồn. Đó, con này làm chất đẹp lắm. Da lộ này anh chị này. Đây da lộ mà màu con này nhìn thôi đã xinh rồi chứ. Với chiếc này chúng ta có thể mặc theo kiểu như này, hoặc là chúng ta dựng cổ lên trong trường chúng ta bị lạnh. Thì ở đây họ cũng có một cái lớp như thế này rất là đẹp này anh chị này. Con này thì chúng ta sẽ có một thêm một khóa nữa. Hàng con này là UP Renoma, siêu chất lượng luôn rồi, 350k. L49 là một chiếc áo size L anh chị nhá, chiều dài 71 này, ngang 51 ở vai chiếc này 46. Con này anh chị khoảng 70kg mặc đẹp cho em Sành luôn. Chốt ngay và luôn ạ. Muộn là anh chị sẽ tiến tiếp. Tiếp theo là chúng ta có một con của Lakeland này. Có con này đơn giản nhẹ nhàng của Lakeland cho bác nào vừa theo cái trường khóa phái là tối giản. Có thể lựa con này. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau thưa anh chị. Đầu tiên là form con này. Đây là mã L50 của con áo này size L, XL anh chị nhé. Chiều dài là 5 69, bề ngang là 56. Con này anh chị nào khoảng 70-75kg có thể mặc ok sản phẩm này. Hoặc là anh trường hợp anh chị cũng thích mặc to thì thoải mái. Nhưng mà áng chừng khoảng 70-75kg anh chị sẽ mặc đẹp với con này của Lakeland nha. Size XL. Nói chung là có một cái sản phẩm len rất là đẹp của Fila anh chị ạ. Một sản phẩm len rất là đẹp của Fila. Với sản phẩm len này thì em Sành nghĩ rằng là có thể là con này là của nữ. Đó thì có rất nhiều, như quý anh chị là đang xem clip này là nữ thì có thể là lựa qua con này nhé, con Fila. Và con này em Sành cũng nói luôn là chỗ này nó không được sáng đâu anh chị ạ. Và chỗ này là hơi có một chút ố rồi. Đây là cái điều mà em Sành nói nhá, chỗ này là hơi có một chút ố rồi, anh chị về xử lý được thì xử lý, không xử lý được thì thôi anh chị không nên mua con này. Với chiếc này chúng ta sẽ có dòng Fila Gold với chiếc áo L51. Con áo này size M, chiều dài 71 này, ngang là 50. Với con này thì khá là khó áng chừng nên là mọi người thấy cứ vừa tai mình là mình múc con này nhá, không thì chúng ta chuyển qua con khác. Và một trong những con khác mà em Sành gửi cho mọi người thì chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. Mozzileni và anh chị này, con này quá xịn luôn rồi. Với chiếc này chúng ta có một con hàng của Italy này anh chị này. Nhìn rất là con này rất là địa Trung Hải đúng không ạ, Italy. Với con này thì không có gì để bàn rồi anh chị. Chất rất là dày dặn luôn, bò chun các thứ nét nẹt. Đây là mã L52 với con áo này size M anh chị nhá. Chiều dài chiếc này 61, ngang 48 và chiếc này 52. Của anh chị nào chúng ta khoảng 65kg thì có thể mặc ok con này. Nói chung là quanh giữa cái đầu 6 thì có thể mặc ok cái sản phẩm này nhá. Đây là một trong sản phẩm mà em Sành cũng rất là kết luôn. Nên là mong quý anh chị là chúng ta đừng bỏ qua sản phẩm này. Nhìn kỹ lại một lần nữa trước khi anh chị chốt đơn và đặt hàng. Sản phẩm tiếp theo chúng ta có một con của Brock Pro Hook này anh chị này. Với con này thì biết nói sao đây anh chị nhờ. Con này nét quá, màu cũng đẹp luôn. Đúng một con len họa tiết mà theo kiểu hàng hiệu luôn đấy. Và chiếc này chúng ta sẽ có mã L53 với con áo này size M nhé. Chiều dài chiếc này 62, bề ngang là 54 và vai chiếc này 45. Của anh chị nào chúng ta khoảng 65 thì chắc là có thể mặc đẹp, đét đẹp với con này đẹp. Con này sẽ là form boxy ở đây. Cái form boxy và như anh chị thấy thì hiện tại là cái chỗ con len này nó đang bị một cái dấu hiệu là như thế này. Đó.
Nhìn kỹ thì sẽ thấy, còn không thì anh chị nào mà chúng ta cảm giác rằng là con này không ok thì chúng ta tốt nhất là chúng ta không nên mua con này nhá. Đây, nhưng mà con này thật sự là quá đẹp luôn. Bộ cái lôi đây. Một con hàng cá sấu nữa này anh chị này, có con này hàng cá sấu nữa. Con này mặc được đúng theo hai kiểu, một là ôm cổ trụ lên. Ôm cổ trụ lên như thế này, hai là chúng ta để bẻ cổ như thế này. Và đặc biệt cái chất của con này thì nó là cái chất kiểu len không rão anh chị. Chả biết gọi là len gì, nói chung là gần na ná giống một con áo rất là xịn luôn. Đó, con này thì không biết phải nói như thế nào, tại vì con này quá là ngon luôn. Ngon lành cạnh đào luôn ạ. Đó, thêm một cái logo cá sấu nữa. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L54 và con áo này size L ạ. Chiều dài chiếc này 70, ngang 53, khoảng 70kg, mặc ok, nét đẹp con này. Con này thì không còn gì ba rồi, anh chị là muốn rút đơn anh lên ạ. Jack Nick Cloud này anh chị này, không phải Golden Bee nữa mà Jack Nick Cloud luôn. Và giống như kiểu tên nhà sáng lập, thì những cái mẫu áo của Jack Nick Cloud hay là Golden Bee nó mang một cái rất là vừa cổ điển lại vừa thể thao. Đó, đấy là những cái điều mà các thương hiệu lớn thì họ hay thích xây dựng một cái nền tảng đi theo đúng một cái chiều như vậy. Và con này thì chúng ta sẽ có mặt đằng sau cũng rất là đẹp đây. Với chúng ta sẽ có con này đều một chiếc áo size L anh chị nhá. Chiều là 61, ngang 49 và chiếc này 48. Áng chừng cho anh chị nào khoảng 65 cho đến 70 thì anh chị có thể mặc đẹp con này. Đó, một con áo mà size con này nó tầm rơi vào size M anh chị nhá. Con này ra ở rơi vào size M khoảng 60, 65kg, 65 cho 70kg thì có thể mặc ok con này. Tùy các anh chị thích mặc to hay mặc nhỏ. Có một con của DCT này anh chị này, len thì nó len của DCT thì chắc là nét nẹt anh chị biết rồi đúng không? Tại vì DCT này nhìn ba cái mũi kim cắm xuống như thế này thôi là anh chị sẽ biết rằng là đây là một thương hiệu mà họ làm ban đầu là họ làm những cái đinh giày trượt tuyết, và sau đó thì họ mới bắt đầu phát triển lên những cái sản phẩm kiểu như thế này. Thì rõ ràng là họ đã có một cái nền tảng rất là tốt rồi. Nên là những sản phẩm len của họ thì anh chị cứ cảm giác kiểu mình đang đi trượt tuyết đi. Rất là, thứ nhất rất là thể thao, nhìn rất là thể thao. Và thứ hai là rất là ấm, thứ ba là nó bền. Với con này chúng ta sẽ có mã L56 với con áo cúp size M anh chị nhé. Và đây là một chiếc áo chiều dài chiếc này 75, ngang là 50 và vai chiếc này 52. Áng chừng cho anh chị nào chúng ta trong khoảng là 65 cho 70kg có thể mặc ok con này. Một con áo quá là ngon lành của DCT luôn. Đây cái là bụi vải thôi anh chị. Trước khi gửi thì em Thành sẽ vệ sinh qua một lượt. Và một con nữa khác nữa của Jack Nick Cloud cho anh chị lựa nữa này. Đây một cái sản phẩm khác nữa của Jack Nick Cloud cho anh chị lựa nữa. Với con này thì anh chị cứ xem cận cảnh, cái này là nổ anh chị nhá, đường này là đường nổ đó. Chúng ta sẽ nhìn kỹ từng cái chi tiết ở trên con áo này ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L57 với con áo size M nhá. Chiều dài chiếc này 60, ngang 51 và vai chiếc này 54. Con này thì áng chừng cho anh chị khoảng 65kg, mặc là đẹp nhất. Đây để em sành để gần cho mọi người nhá. Và mọi người thấy phần bo chun cũng như là các chi tiết trên con áo này rất là nét đúng không ạ? Và một sản phẩm nữa của Arnold Palmer cho anh chị nào chúng ta thích một chiếc ô với nhiều màu sắc. Con này thì em Thành nói luôn là rất là ngon, rất là nét. Chỉ có mỗi điều là không biết ông nào vẽ bậy, tùng ba lung bậy trên này. Ghét thật luôn đấy. Chiếc này của chúng ta sẽ là cái form bo xì, phần tay nó sẽ dài hơn cái phần thân anh chị nhá. Đó, cái kiểu của nó là phải như thế chứ không phải là em Thành cố tình làm như thế. Tức là hàng có sao em Thành chỉ nói như vậy thôi. Và ví dụ như là con hàng em Thành chỉ cam kết mọi người là chính hãng thôi. Còn con đấy mọi người có mặc được hay không thì đấy là cái việc của mọi người xem cái thông tin ở bên bảng bên cạnh này ạ. Hãy chủ động lên, em mong muốn như vậy. Đôi khi mà tư vấn nó chỉ là một phần thôi, chứ còn số đo nó là sự thật. Lâu lâu thì cũng có sai số, mình làm việc không thể như máy được. Nói chung là các bạn nhân viên làm việc thì cũng không thể giống như cái máy được, lúc nào nó cũng nét nè. Chính vì thế là lúc thi thoảng lệch 1-2 số thì mọi người thông cảm cho một chút. Cái gì cũng phải có sai số một chút đúng không ạ? Mình bán đồ si chứ đâu mình có phải là thiết kế đồ mới đâu. Với chiếc này thì sẽ có các thông tin như sau cho anh chị lựa này. Đây là mã L58, quần áo này size M. Chiều dài chiếc này 61, ngang 59 và vai chiếc này 49. Với anh chị nào chúng ta khoảng 65 cho đến 70kg có thể mặc ok con này. 65 cho 70kg mặc rất đẹp con này nhé. Đó, len của bọn này là cái loại len lông như thế này này anh chị này. Đó. Sản phẩm tiếp theo có một con của Dunlop này. Con này thì đẹp đẹp luôn rồi. Anh chị nào chúng ta biết đến Dunlop thì chắc chắn rằng là anh chị không thể bỏ qua con này. Cái dòng motorsport của nó luôn nha.
không phải collector, dòng là dòng motorsport luôn. Và anh chị nhìn kỹ con này đi, con này nét nét luôn, không còn gì để bàn luôn, logo các thứ này. Với chiếc này chúng ta sẽ có khúc của họ cũng làm bằng chữ Dunlop luôn, nhận diện con này quá là đơn giản. Đây là mã L59 với con áo này sang bông, chiều dài chiếc này 72, ngang là 44 và chiếc này là 47. Với chiếc này thì sẽ phù hợp cho quý anh chị là chúng ta khoảng 65kg, mặc đẹp nhất con này luôn. 65kg, màu đẹp, mặc cũng đẹp, hàng của Dunlop, không còn gì để bàn. Thêm một sản phẩm Pina dành cho quý anh chị là ta lựa đây. Con này thì có vẻ là cũng là dáng nữ đấy anh chị, kiểu xẻ ta xong rồi kiểu thiết kế như này có thể là dáng nữ đây. Bác nào mua về cho vợ mình, chị mình, em mình mặc theo cái kiểu dạng là mặc xuống làm váy luôn thì cũng rất là đẹp này. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L60 với một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này là 81, ngang chiếc này là 52 và chiếc này là 42. Nói chung là với phụ nữ thì mặc những cái mẫu này sẽ rất là dễ, nên là mọi người cứ mua về để chúng ta kiêm làm váy luôn. Và ít nhất là bác nào mua thì cũng phải biết số đo của vợ hoặc là của chị em mình nhá. Không mua về xong người ta lại không thích nữa thì đâm ra trả lại hàng cho Thành Đô Chi thì cũng dở. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với cái tông màu rất là đẹp. Ô, một con của Oxford này. Quý anh chị nào chúng ta biết Oxford thì chắc chắn rằng là không thể bỏ qua con này Oxford. Còn là Oxford của Gold Club nữa thì quá nét luôn. Màu này đẹp quá, màu này nhìn rất là Oxford luôn, nhìn rất là trường đại học danh tiếng. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái tông màu đẹp quá, đẹp ơi là đẹp. Đây là mã L61 với con áo này size L anh chị nhá. Chiều dài 70, ngang 53 và chiếc này đó là 50. 70 cho 75kg, trong khoảng này thì có thể mặc rất đẹp với cái sản phẩm này ạ. Sản phẩm tiếp theo Sành Đồ Si gửi cho quý anh chị đó là chúng ta có một con hàng nét nè chưa ạ? Anh chị tự đọc đi. Và đây, chúng ta sẽ có sản phẩm này với một con hàng đến từ USA. Và màu con này đẹp ơi là đẹp luôn, không biết là size số như thế nào thôi. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L62 với con áo này là một chiếc áo size S thưa anh chị. Chiều dài chiếc này 60, ngang là 45 và vai chiếc này là 54. Con này thì vai của nó sẽ đi ra tận đây, nó mới là 54. Con này áng chừng cho anh chị nào 60-65kg mặc đẹp nhất con này, nếu mà trường hợp chúng ta thích mặc ôm. Còn của anh chị nào chúng ta trong khoảng 55kg muốn mặc con này nó hơi thoải mái một chút thì cũng có thể lựa luôn. Nói chung là dòng len này dễ mặc mà anh chị, siêu dễ mặc. Một con hàng của Mỹ này không muốn mọi người bỏ qua con này luôn. Đó, tay áo thì con này cũng rất là nét luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo đó là chúng ta có một con màu cũng rất là đẹp, con này của Under Palmer này anh chị này. Con này thì biết nói nào nhỉ, tại vì em Sành cứ đưa đây thôi nhá. Mọi người mặc được thì mọi người mặc nhá. Con này thì sẽ theo kiểu dạng là hơi lả lướt một tí anh chị ạ. Một con của Under Palmer, con này sẽ hơi lả lướt một tí. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L63 với con áo này size L. Chiều dài chiếc này nó 70, đoạn sau này sẽ là 74 anh chị nhá. Nó là một con áo form như thế này. Đây sẽ có bề ngang là 50, vai là 51. Của anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 65 cho đến 70kg có thể mặc ok. Hoặc là nói chung là của anh chị nào chúng ta cứ gầy thì mặc con này nó sẽ đẹp đó. Hoặc là anh chị cũng sẽ rất là béo nhưng mà con này cũng sẽ đẹp luôn. Cái kiểu như này cổ tim mình cực kỳ dễ mặc luôn anh chị. Có anh chị nào chúng ta mùa đông mà thường xuyên bị đau cổ họng hoặc là bị ho các thứ ấy thì anh chị đừng lo. Tại vì em Sành đã có cho mọi người một sản phẩm của Dunlop. Con này của Dunlop thì nếu nó là cái ghế thì chắc chắn rồi, chuyện đó là không phải bàn. Nên là anh chị ơi, con áo này, cái cổ con này ngon quá. Anh chị nào mà mùa đông mà hay bị đau cổ vậy thì mua con này về. Đó, mình có tuổi rồi thì mình có thể phải lựa những cái sản phẩm nó phù hợp với bản thân mình, đôi khi mà nó gắn liền với sức khỏe của mình nhá. Con này tác ra của Dunlop này anh chị này, ngon ạ, cúc các thứ cũng rất là nét luôn. Với chiếc này của Dunlop chúng ta sẽ có cái gấu tay cũng rất là nặng nề luôn. Nhưng mà con này nặng nề theo kiểu dạng nhìn to thôi nhá, nhưng mà con này nó không nặng. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L64 với một chiếc áo, em Sành xem nào. Con này là size S anh chị ạ. Con này là size S, chiều dài chiếc này 61, ngang 47 và chiếc này 44. Con này anh chị dao động từ 55 cho đến 65kg. Tùy theo các anh chị thích mặc như thế nào, có thể mặc đẹp được nào đây. Cổ của nó đây là cái khóa anh chị nhá. Con này là khóa. Khóa, quá đẹp luôn ạ. Sản phẩm cuối cùng trong clip của chúng ta buổi tối ngày hôm nay là một, đó là một con của Golden Bee, một con của gấu vàng nữa.
Với con này thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết ở trên con áo này nó giống như thế này thưa anh chị. Đó, một con áo không biết tả như thế nào nhưng mà có thể là anh chị nhìn kỹ này. Đó, một con màu nâu. Rồi, ok, và nó có những cái đường sọc như này. Điểm hay nhất ở đây là có một con gấu màu vàng này anh chị này. Với chúng ta sẽ có con áo này, đây là mã. Đợi em sảnh một chút nha. Đây là mã L65 thưa anh chị, mã L65 của chúng ta, tức là một con áo đến từ thương hiệu Golden Bee. Đây là một chiếc áo size L, chiều giá chiếc là 70 ngang 53. Nói chung là mặc đẹp nhất thì khoảng 70kg thì mặc ok con này anh chị nhá. Còn lại anh chị là chúng ta thấy số đo ok thì mặc chiếc này cũng được, tùy theo mọi người, thích mọi người chủ động trong những món hàng mọi người mua hơn. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh chị chúng ta đã ghé đến phiên live này và xem hết một clip về len khá là dài. Chúc anh chị là sẽ thuận buồm xuôi gió. Chúng ta chốt đơn tại Zalo 0377077398 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo. Nhớ rằng là ngày hôm sau chúng ta sẽ lên sơ mi thu đông tiếp nha. Let's go. Bye bye mọi người.